tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trẻ hóa nhưng không vội vã. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn sẽ trẻ hóa tuyển Việt Nam hướng đến thành công lâu dài dưới triều đại của mình nhưng cần thời gian, thay vì vội vã như ông Chusie. Một, kể từ khi huấn luyện viên Chusie rời ghế nóng vào cuối tháng 3, cho đến nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi về kế hoạch mà ông thầy người Pháp vạch ra và bắt tay vào thực hiện cùng bóng đá Việt Nam trong hơn một năm dẫn dắt. Với người hâm mộ, Việc ông Tuchel bỏ đi những ngôi sao quen thuộc suốt vài năm qua của tuyển Việt Nam, đồng thời sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ là sai lầm, nên thất bại xảy đến khá tất yếu. Nhưng với giới chuyên môn, kế hoạch xây dựng lực lượng kế cận từ sớm mà ông Tuchel đưa ra không hề sai. Tuy nhiên, vấn đề chiến lược ra người Pháp thực hiện là hơi vội vã thành thử lại giang dở dẫn tới phải chia tay bóng đá Việt Nam chỉ sau 1 phần 3 thời gian hợp đồng ký cùng VFF. 2. So với người tiền nhiệm huấn luyện viên Kim Sang Sik đang chứng tỏ khả năng xây dựng một kế hoạch đường dài với các đội bóng của mình bằng danh sách U22 Việt Nam vừa được gọi tập trung ít ngày trước. Nếu như kế hoạch thành công, trong quãng thời gian của hợp đồng ký cùng VFF, huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không quá phải âu lo về mặt con người, ít nhất đối với đội U22 hoặc U23 khi đang thử lửa khá nhiều gương mặt trẻ mới 19, đôi 10. Cũng từ danh sách U22 Việt Nam vừa công bố, nên nhiều khả năng tới đây ông Kim Sang Sik cũng sẽ trao cơ hội cho các gương mặt trẻ hoặc ít nhất là mới lên tuyển Việt Nam nhằm phục vụ cho chặng đường dài phía trước. 3. Huấn luyện viên Kim Sang Sik chắc chắn sẽ phải trẻ hóa tuyển Việt Nam dưới triều đại của mình nếu như muốn thành công lâu dài. Và, kế hoạch này cần tính toán, thực hiện một cách thận trọng nhất có thể. Về lý thuyết, lứa cầu thủ ngôi sao cũ trước đây xét về tuổi tác, kinh nghiệm, vẫn có thể thi đấu vài ba năm nữa. Nhưng, Thực tế không phải tất cả đều duy trì khát vọng chinh phục cao nhất sau khi đã đầy đủ danh hiệu cho tới tiền bạc, nên sự chuẩn bị sớm của huấn luyện viên Kim Sang xích cho tuyển Việt Nam chẳng thừa. Tuy nhiên, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng phải nhìn vào vết xe đồ của huấn luyện viên Chu Xie để tránh, có nghĩa cuộc cách mạng ấy cần thực hiện theo từng giai đoạn thay vì quá vội vã lẫn cả, quá tay. Tuyển Việt Nam tạm gác lại giấc mơ World Cup và chỉ còn hướng đến AFF Cup, SEA Games. Nên cũng vì thế huấn luyện viên Kim Sang Sích cứ thong thả mà thay đổi thôi.